Đúng rồi, các em xem đoàn tàu, đúng không? Hôm nay rất là tình cờ, các con đã gặp một đoàn tàu ở trên đường. Đấy. Đoàn tàu đầu máy là D12E6301. À 630 rồi. Đấy, đấy chú lái tàu đấy. Tàu chở các em thanh ngang của đường dây, chắc là người ta sẽ nâng cấp đường dây này lên cái chỗ cao hơn. Ui, là tàu đang dừng. Được rồi, người ta đang chở hàng xuống ấy con ạ. Rồi từ từ con. Thế bây giờ bố hỏi các con đang đứng ở đâu đây? Các con đang đứng trên đường Việt Bắc. Gần với cái gì con biết không? Chỗ đằng kia đấy là gần với cả là nút giao Thống Nhất, đường hầm chui Thống Nhất đấy, đúng chưa? Và gì nữa hả con? Nào thế con, thế đường kia là gần với chỗ gì hả con? À đúng rồi, siêu thị Gâu. Rồi, giờ các con cất đồ lên trên xe đi. Sau đó thì chúng ta sẽ đi lanh quanh đây một tí. Chắc là họ cũng còn dừng đây một lúc để họ cho các cái thanh ngang bê tông xuống. Đương nhiên rằng là những cái thanh ngang bê tông này thì để người ta có thể là xây dựng cái đường sắt có cái khổ của nó lớn hơn. Khổ lớn hơn thì những cái đoàn tàu mới có thể là chạy được cái tốc độ cao hơn. Còn cái khổ hiện tại ở đây thì nó đã dần trở nên rất là lạc hậu rồi. Hy vọng là sau này người ta làm lại cái đường sắt này thì các đoàn tàu sẽ tiếp tục hoạt động trên tuyến đường Thái Nguyên và Hà Nội. Là đâu con đi xuôi xuống phía đường này xem. Vâng, cháu muốn lên lái lắm, sau này lớn cháu sẽ lái tàu. Cảm ơn bác. Đấy, bác hỏi con muốn lái tàu không đấy. Đâu xem nào, con nhìn thấy cái gì ở đấy? À đúng rồi, đấy là cái đèn tín hiệu báo gió hay báo là áp lực gió. Hôm trước các con có nghe chú lái tàu ở ga Lưu Xá nói đúng không? Rồi đấy là tốt. Chưa. Rồi đấy, con nhìn thấy rằng là đây là rất gần với siêu thị Gâu đúng không? Hôm nay con có nhìn thấy có cái diều sáo nào không? Hôm nay không đúng không? Hôm nay không. Rồi, chắc là người ta không thả rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ngược lên để xem là đầu tàu như thế nào. Đúng rồi, tín hiệu báo gió à con? Chỉ đợi em một tí con, anh em mình đi cùng nhau. Thôi không cần phải nắm tay nhau cho nó vướng. Và cũng rất tình cờ gặp một đoàn tàu đúng lúc mà họ lại đang gọi là đang dỡ hàng xuống đây. Đấy, con nhìn thấy những cái thanh ngang bê tông chưa? Đây là xe của bố con mình, đúng không? Ngồi. Vừa mới dừng ở đây chờ đoàn tàu đến thì may quá đoàn tàu lại dỡ hàng ở đây nên là có nhiều thời gian hơn.
rồi, ở đầu tàu. Đó sàn xà. Đó con gì trên phía trên. Đấy, đây là đoàn tàu. Đầu tàu đấy. Đầu tàu. Đấy, con nhìn thấy chưa? Rồi. Làm đang. Đi, mình lại đi lùi về phía đằng kia đi con, về phía xe nhà mình thôi. Đấy, con xem đoàn tàu đi. Chưa? Thế con chưa chán à? Ờ, thế thì con xem đi. Đây đầu tàu đấy á. Con chào chú lái tàu đi. Cháu chào chú lái tàu. Anh ơi, mình sắp sửa là nâng cấp đường ray à anh? Vâng. À, lên khổ bao nhiêu ạ? Không, nó chỉ vẫn là giữ được 1 mét rồi. À thế ạ? À thế ạ? À vâng. À tôi họ thay tà vẹt thôi. Em tưởng là nâng được lên cái khổ lớn hơn thì sẽ chạy được đoàn tàu nó hiện đại hơn. À thế ạ? À vâng. Sau đấy thì tàu khách Thái Nguyên có hoạt động nữa không anh? À có. À đấy à, ơi giời may quá. Thế là cái các bé lại có cơ hội trải nghiệm đoàn tàu rồi. Đấy. Đấy nhá con nhá, các con ngoan đi, sau này đến khi mà đoàn tàu là chạy trở lại thì bố mẹ lại cho các con đi tàu Thái Nguyên Hà Nội để biết đi tàu nó như thế nào. Con có thích không? À sao tháng 7 là được rồi ạ? À? Ơi may quá. Vâng. Đấy, đấy là tin rất là tốt lành cho các bé. Ngờ chị ơi, con đi đường phải an toàn nhá. Con đi đường an toàn, con lại đầu tàu. Đúng rồi. Cái thanh ngang mà của đường ray thì người ta gọi là thanh tà vẹt, về chuyên môn là như vậy. Mình không hiểu lắm cho nên là mình hiểu là áng áng là thế. Nào các con, đi gọn ở trong này, đi ra ngoài là no cái đấy, nó nguy hiểm đấy con ạ. Ừ rồi. Đấy, người ta đang sắp thay các thanh tà vẹt đấy, đấy ở đây chưa. Đấy, các bác ấy đang gạt nó xuống. Để rồi sau đấy thì người ta sẽ thay các cái thanh để cho nó chắc chắn hơn. Đấy, thanh cái thanh cũ ở dưới đây thì nó là gọi là nó sẽ gồm có hai cái mảnh, còn thanh ở bên trên là một thanh liền. Đương nhiên rằng là thanh được đúc liền thì nó sẽ chắc chắn hơn hẳn so với cả là thanh hai nửa như là cái thanh hiện tại. Thành tà vẹt vô cùng là nặng. Đấy, con thấy là các bác, các chú đang dỡ hàng ấy con ạ. Đúng không? Thế nào mình đi ra đường này một lần nữa đi. Chả mấy khi được gặp một đoàn tàu đang hoạt động. Hoàn toàn là những cái đoàn tàu gọi là chính xác là những cái toa tàu đang dừng hoặc là ở ga Lưu Xá hoặc là ga Quán Triều thôi. Nào con, đi dịch ra xuống phía dưới này sẽ nào. Con nhìn thấy cái đèn tín hiệu báo gió à? Rồi, thế con có nhìn thấy cái đèn giao thông cái màu gì không? Đúng rồi, màu vàng nhờ. Đấy. Đây cái đèn tín hiệu báo gió đây. Nhìn gần là nó như thế này. Để báo cái áp lực gió.
Chí và Đức quay đây. Chí bảo là vừa rồi con là sao? Rồi các con vừa xem đàn tấu đang làm gì? Đang dừng để làm gì? Để dỡ hàng. Dỡ những thanh tà vẹt. Đây này con ra này. Đấy, người ta đã thả được những nhiều thanh tà vẹt xuống đây rồi. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ anh em con làm gì nữa? Anh em con cùng nghỉ đây. À nghỉ à? À rồi. Và chơi quanh đoàn tàu một lúc nữa. Chơi quanh đoàn tàu một lúc nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khác. Bye bye các bạn. Rồi, nằm mềm nói gì? Bye bye các bạn. Rồi, bye bye mềm. Rồi. Bye. À đúng rồi.